Được, tay tay vào kia, tay chạm nữa. Tay chạm vào chỗ chỗ để không đổi bên đi Huy ơi, cho bạn chạm một cọc. Cao nhỉ? Cao này. Đi mò. Chắc là anh cần lót thêm đá. Mẹ thằng Toàn kia về đáp phò đi mà đánh đéo gì. Dí déo vậy. Vua tốc độ. Mày đuổi 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 đuổi. Đuổi đuổi. Sơ đây. Tí đấy, anh vào thằng lều đấy. 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 Anh đến vào thằng lều á. Đấy chấp đi. Đây này. Cái. Đánh cả chui cầm bàn. Không được bóng đéo anh. Gương đỉnh lên em ạ, nó đeo đánh nó cương đỉnh lên, vẩy đỉnh lên. Go! Thôi, mẹ nhìn chưa mà. Không thể thả đéo. Đéo nhập đi. Bắt đéo nắm mãi luôn. Tụt rồi. Cứ nghĩ tôi thì cô ấy. Go! Go! Chưa mà. Men đi. Rồi, men bố đi. Không mua thua mày có đánh cho đưa tài đâu Go!
Con đấy đâu đấy. Căng quá rồi, nó căng rồi. Đâu? Quay là thua, quay là thua. Ai? Anh tập từ anh tập từ tay mấy năm rồi. Anh đây là anh tập đầu như anh xem TikTok soi chỉ dựa vào đầu. Này mấy Được.
Cô. Cô. Chạy chạy chạy. Ui nó khỏe lắm anh ạ. Tài khoản anh không em? Có anh. Ê, anh mượn. Ai như là chuẩn bị những cái là cái cuộn dây đấy vào đây Huy khi chưa khỏe đây cái trái nó bắt hết rồi. Đâu là cái kia là cái cân này hay là cái làm đau. Tên cân. Ra một tay 65 bắt cái mấy nào. Tập này. Đi đây, vẫn tóc này đi.
tay bị cầm nước ba pe đông lạnh sao có lực ấy anh khỏe này anh phải sang làm bên kia đây, lâu lắm rồi không bật lại đây lên tao một con lại trái không tài chính em muốn đạp đâu thì anh đạp cao lên còn để anh đạp đi 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 chứ nổi tiếng mà cái này đi đường quật nó tí nữa đau hết tay rồi cháu lại tay chú chưa chú cầm hơi cao nhá. À thế nhá go cầm thấp thôi úi rồi đau đấy là nguy hiểm bởi vì đau đấy là đang dùng sai bằng cơ và nếu như để đau nữa thì sau này khi vật người nặng ấy phải rơi cạnh này ạ. Nhưng mà hôm trước cháu vẫn cháu đều vuông người với cả là cháu không để cháu không để cái này bao giờ mày lái thì sang hoặc là tua dưới nó phải coi tua hả rồi chậm cũng chậm thắng tua nhưng mà mình giữ tay nó mất cổ rồi bé đi để hơi ghê nhá nó có tua rồi mất đến ngón rồi mỏi rồi nghe đi cố đi thằng Borozov thắng căng đầu thằng Alex Kudecha đéo bắt đầu tiên mà không xuống được căng cái tâm một mà thắng đi bé chắc 20 cân nhưng mà to lại cái trái đâu ăn cái bộ cái ấm nước ăn quả ok để ra con này nhé. Ê, con, con vượt tay nào đấy? Tay trái, tay phải. Phải đi chưa? Go.
Chết tỏi. Đây anh ra đây, tôi lại các bạn đang thì xong rồi chứ ơi. Ui trời, tôi lại căng kia rồi. Cố. Cổ nó khỏe lắm đấy. Huy yếu ấy. Ô đây ép nguy hiểm, ép nguy hiểm, ép nguy hiểm. Tiêm mà gì đâu. Đấy. Đấy không sửa cái tay. À đấy không. Thấy anh tay trái trốn luôn để xem nào. Đây à. Quay không? Khó chịu đấy nhỉ. Mày quay bắt nét như cướp. Thua rồi xóa clip nha con. Ok ok. Tôi đéo được quẹo thề. Riêng phần bột dây các ông. Ôi 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 chắc. Phần khóc à. Ôi ôi ôi. Làm chắc rồi. Ý là chị đó, mất tất cả rồi. Ôi mà tả ra, cứ mà cứ lên, em đánh thoải mái đi. Cứ cương đi, cứ cương đi, anh cũng cương lại. Ai cũng cương mà, để yên. Ôi, cương lên để cho anh nắm thoải mái. Mất đỉnh, gặp không? Hết sạch là đỉnh rồi. Hết sạch là đỉnh rồi. Không biết được ngón út thế này. Không có đỉnh đâu. Go! Mày quay cái đéo rồi đấy. Lại giọt mưa rơi đúng ở đây luôn. Cay thật. Lo lo lo. Go. Chán quá. Dí dí. Cái khốn nạn thật. À. Go. Go.
Ôi, đấy còn đi không thường em học đúng phải không? Đúng rồi, mình chưa chưa. Chắc em cũng muối rồi. Hôm nay nói gì? Không sang năm tập lại, tập lại bây giờ đi. Sang cả gấp rồi. Sang tập 11 cả. Mới chơi. Phương cố lên anh Phương ơi, được. Phải đi chứ em phải, sợ vật mẹ vợ à, ok đâu vậy luôn thế cỡ thế nên anh thì thắng rồi chưa phải như một hít anh kinh anh sẽ xin đường tưởng đâu bên phải go mẹ tập bắp xoài tập cả đôi chứ mẹ tập một tay tập một bên này thôi vâng tập cả một tập này cơ mà tập như này thôi đâu một đồng viên kết hơi anh đi vào sao đau búa anh đi vào anh tưởng em anh đau mà
bắp bắp được công đâu mà nhận đang hỏi ai đang hỏi. Ừ, nhưng mà đau thật. Được, sao vật hăng đấy được, chắc được 70 thôi, kéo kéo vật vật cho đỡ đau, vật cho nóng lên cho đỡ đau. Go yeah biết nào tay to go nhớ nhá. À, dẫn khách à? Gồm to lên. To. Go. Không không à? Tới nhỉ? Ước nữa không có mưa. Go. Nhưng mà chưa có mấy quán anh bán. Go. Cái thằng này để cái thằng kinh kẻ này nó vật kinh kẻ thằng đánh kinh chặt hết con mẹ tay. Go. Go. Chưa lại vào móc rồi. Go. Úi giời, nó lại chết à? Khỏe lắm. Cái tay này to như phích này. Go. Úi giời chưa? Phanh rồi, phanh rồi. Chưa. Tay nó to thật. Tay to như tay Sơn Sơn này. Tay trái, tay phải anh còn sai. Anh Sơn, anh Sơn nếu nó à? Anh Sơn, nếu nó à? Trông mặt hài ấy luôn. Cái gì cũng Sơn Sơn. Siêu sân bẻ có mất cỏ đứng đứng. Go. Thủ thôi Tuấn Anh ơi, thủ là đang ăn được, là ăn được. Đau búa lắm, đau búa thì vả đi. Vả xuống gần đến thì đau lại vớt này. Đánh nhau rồi. Em anh nhiều ngày chưa đi ra. Đau búa còn sướng là nó sai đéo bảo luôn.
Sao sao không thể bật cái bình cuối tích thì vào cái thả. Cuối nhưng mất cái đau. Cá là yếu quá. Tay dài hay tay em thôi. Trái thì chắc thì đu em sao? Yếu thế. Cổ nào, cổ móc đi tiếp. Go. Cho đệ vào thằng nhìn là cô em vào thằng cái ní. Giọng go. Ui cứng quá này. Chưa bị công của chó nó hay kia. Ăn cháo anh. Kinh dữ hiểu. Cả tập đề luôn đi. Bố to với này. Hai tay khó thở luôn. Mà dù tại trái tập nhiều hơn phải nhá. Thế mà là chi đã phải nó to hơn. Bố to thuận tay phải. Ừ, bố to đấy. Tôi ở ngoài đó tay đéo động kinh mà tay trái nhá. Tay trái mình đéo kinh. Tay phải nó lổn lên. Con mắt ăn dị vãi luôn. Nó bắt anh. Đây anh bị đau đây này, đéo phải. Cần mẹ ơi đầu. Đấy đâu rồi? À? Đánh tốt phải dùng cái phần trong và điểm giữ này, phần xoắn này. Đau. Xoắn ở đây này. Cả bắp đau. Anh bị đau đấy. Đấy sao mẹ đánh đéo này. Thích thì bật, nói ít thôi. Go! Lên bàn. Tay thì... Thôi. Cắt bố này. Cổ đánh giá rồi. Go! Tay nó to. Như cứ thủ. Khỏe điên. Khỏe điên. Khỏe. Ê, hiểu nhẫn thế. Ý lại siết tay. Tự nhiên thấy tay mình đâu có nhẫn này không? Ê, mình gây đi. Ui, tay dày. Sơn này. Lý. Mà anh xong không mày thua anh vào. Chắc là thua rồi. Mày thua anh vào, anh vào tôi đốt. Mẹ nhà mày con chó này. Phần toàn thắng được đéo ai. Thắng được siêu sơn là được rồi. Đéo thì chấp nó ngón còn mẹ mày tí chui gầm. Thằng này cứ phải đặt nó cái mặt lên bàn này xong là được đúng tầm chân xong rồi sút thẳng võm nó nó mới chừa. Hưng rồi. Go. Mình chết à? Chết chứ. Tay to đấy. Một giờ mới ra, người ta yếu ấy. Phải. Anh ra. Ra đầu thế này thế nào? Go. Chưa. đang bị vật tiếp nhưng mà nhìn cái chân buồn cười quá. Chưa vào đây. Tay trái đây. Chân. Go. 67 á? Hả? Dạ. Lên 3 cân. 3 cân rồi. Nó hơn em 2 cân đấy. Em 6 cân. Mày lên thêm 5 cân nữa chưa thắng nào đâu. Đừng đi. Quay người Sơn. Đéo gì? Chứ sao con cứng. Bắt đầu. Ui giời. Phải lắm em ạ. Bắt đầu nắm em. Nắm mất dậy rồi.
vẫn mọc nhỉ. Đi là xếp đổi chiêu mà vả được tí phải mong là sập thì em đánh mỏi bàn quá trời. Anh à? Kia phạm chưa đây? Đánh chưa đây? Đánh giờ mày không cho người ta nghỉ quên. Cho người ta nghỉ. Bật liên tục. Bây giờ tay đầu đau lên lúc nào cũng chỗ chó này 11 giờ mới lên. Ra. Vào đi nào. Tí nữa quên thằng vào rồi. Xử lý. Về không biết áo rồi đấy, không có đâu không 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 khỏe nhỉ? Mày đánh thật đấy. Đánh thật. Vào đây, vào đây. Không thấy. Đéo ra gì đâu. Tôi không được buộc nữa. Chết mày chết qua bị dí như con đi anh rồi dãi tốt rồi mày anh đoạt. Tay đẩy bạn. Tay nắm vãi trưởng nhỉ. Đều rồi. Kinh nghỉ đường ấy lên mất bây giờ. Mày kinh quá. Kinh quá. Bây giờ tôi không bị đau bên này. Nhà nhà không bị sợ thì chặt luôn cái tay ấy. Tối nay đỡ thằng ok em tay vào nhà tôi. Anh chờ 4 ngày. Chứ rồi.
tay khác rồi cái đầu mùi không? Đéo lắm, đéo vật sức vật. Bay chỉ bắt cướp cũng dái thôi. Tối nay cho đi massage thì mùi chưa? Go! Hết sức rồi à? Leo đồ ngồi zone toilet. Ngày xưa thì gần đây anh chỉ nữa anh phải con đấy. Anh nhớ tuột à? Không tuột đâu. Tuột là cái chắc. Đúng rồi, tuột đi vào. À, vào đi. Và ngược lại là tuột. Cái ông giữ thì cũng tuột là đúng rồi. Và ngược lại đi. cái đây khoảng nửa năm nó bảo là tận 3 tháng nữa cho anh đi. Thằng Dũng đâu rồi? Dũng đâu? Dũng quả là bỏ. Nhiều quá bỏ. Khỏe mà nhỉ, rất là đẹp. Cái trái cái đánh xuống. Vẫn đỉnh ra rồi. Trêu gì hết. Rồi. Go! Lại cả người thả. Ui, ba mắt ạ. Tôi chọc lại đúng. Đánh hết. em nên chơi bẩn không? Bóp này. Kêu ai ngoái bây giờ. Đấy mới thắng. Không buồn lại. Nhưng mà quân nó mạnh. Ui dồi. Ui dồi. Bên trái thắng anh. Đứng bóp bóp. Tự nhiên thông báo. Ok. Anh nói gì? Không mở giải được. Bố là hết hồng thằng già. Cậu. Một vòng thứ ba. Ui cứng thế. Đánh cái này đánh. Đánh cái này. 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 Oh.
Đi xuống. Không biết chơi mỏi chưa? Thế tay trái cơ. Tay trái cứ đánh cơ. Thầy đừng nghĩ hả? Còn... nét rồi. Trăm nét rồi. Còn Samsung. Đây, đây. Đây, không phải hai pha trang, không phải. Ui, mẹ ngón này dài lắm, bấu dí đây luôn rồi. Nét chứ. Nét luôn. Bấu bố mạnh rồi. Bấu vừa rồi đâu, ngón dài đấy. Nắm cao cao tí đi. Ui, móc rồi. Móc cứng rồi. Em đánh thử không đi. Em đánh rồi. Kinh gì đáng. Đéo tốt với móc được. Móc cứng với đáy thật. Đánh kinh với em. Khổ quá ấy. Quân móc cứng mà. À, thế còn em đánh kiên sao? Chưa. Kiên công nghiệp ấy. Làm xăng nữa kiên, cơ. À, kiên công nghiệp à? Nếu mà tốt ăn được nhưng mà ông móc cũng được. Móc phải thật. Sai phải. Khóc rồi. Quân khóc rồi. Quân trọi rồi. Bắt tay quá. Cho em với bạn ảo trắng anh. Và những cao thủ dây đi à? Không có bùng dây. Mày vào đây. Vãi lại vào đây. Mày à? Xong cái chưa? Xong rồi. Thế lực đúng không? Hay đéo người lợi dụng nhé. Ngày hôm em lên gặp thầy đéo gì? Cho đầu tay thế. Anh đi tập VFS rồi. Nói nữa. Cái này làm keo mà ra. Mình tập được phải. Người cái cao. Không đầy ra. Cảm thấy sẽ phải chán được dưới đây. Đừng quá. Không như điện. Dí dí dí. Dí dí. Xuống rồi. Xuống rồi. Xuống tận 2 phát rồi. Tiếp. Có lần tra là đeo kính để gì nhỉ? À, có như là đeo tóc xoăn. Đeo kính tóc xoăn. Nhớ là chưa đánh nhiều đúng không? Đeo tay. À, à cái ông cổ cái ông cổ tay điện thoại này tuần này không ra. Đưa mấy mẹ tôi chịu anh mấy tôi chịu người vật gãy ông vật gãy tay rồi sắt thủ ớn rồi không ra nữa 49 cân một tay cái cân mười cái cân gãy tay tự nhiên được gì vậy đừng yên được rất là nấu ấy rất nhiều hay do tuần này em tập nhiều nó bị ấy. Nhớ biết là gì cho hết đầu tay 2 tháng lần này
lên chứng đi đâu tay trái đi đúng rồi nó khác đi rồi tay trái khác alo nó sẽ là phế hẳn đi chọc đi à anh chỉ được cầm cơ bằng hai ngón thôi. Cô nó cơ nè đâu giống thằng bên Trung Quốc đây ai đâu bị vãi rồi phát súng đúng không. Ôi giời. Mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có thua không chơi dây nhé. Sống sắp sang chạy luôn. Vừa chạy. Ai chạy? Tay trái mới tốt mà chạy ra được. Vào vật thế đi. Mày bóc mày mới chạy. Cầu lùi lạnh lắm lại, sắn lại. Anh cũng của anh của em. Đấy. Đấy. Nó kéo Go. Go. Đồng ý ơi. Đồng ý. Đúng rồi. Hàm này cân được đấy. Go. Thảo lên trước cười thắng. Kinh Thảo lên trước cười thắng. Lĩnh hội. Nó vừa đánh kinh quen rồi. Kinh mà giữa bàn này thì cả hai đều khó. Lâu. Lôi đây là lôi. Ơi này à. Nào anh Tùng. Xong cái này lâu lắm. Tay to. Bạn trò quá anh. Cô. Cô. Chạy đi. Anh biết là mày cố vậy, tay ra đầu không thấy lực. Không phải dập nhưng tôi cũng thế, không đánh được. Còn cái cố mà dí này là lâu lắm. Mà nói.
Go. 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 Sao à đi? Go. Vật người khỏe không? Vật người khỏe. Vẫn đi gọi anh 5 tuổi. Rồi. Hỏng đấy, hỏng đấy. Đủ đi à, Bỏ ra là mất đấy. Được chưa? Anh đánh vào cái lực này không gì được cả đâu. Đau không gì thì đúng mỗi chỗ này. Đau quay được lực này. Đây anh đánh nó xung xung kinh đi. Thôi mày đau tay của em à. Lại mất cái vượt tay trái à? Tay thật đấy. Đó là một cái máy này. Go. Cái lên. Đã đầu chẳng phải là kinh. Rồi vai đấy. Không bóc thì vai cái đâu rồi vai đấy. Nó có nhau rồi đấy. Cái lên. Cái lên.
Đấy. 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 Chưa, nếu để bình thường thì 33 thôi. Cầm lên 38. Sao cứng thế? To nhỉ? To bao nhiêu không? 30. Ép là... Ép là 30. 50 cả. Ép là... Ui, sao được bé đây? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hơn 30 hả? 28 nhanh lên. Quẻ không này. Sao không đánh cả Hà Nội rồi? Tao không chết đi. Go. Đánh mày chết rồi. Mày đánh cả tao chết luôn. 2 2 mấy thằng rồi? Đánh béo ra. 1 vả. Chịu. Go. Quá. Cho vào nữ tử. Ôi trời ơi. Anh thử đầy pin nào. Anh thử đầy pin. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh á. Thế thằng này nó phụ cho liên toàn. Đau quá. Đây, thử cái này xem. Chắc cứ xuống. Anh cứng vậy. Anh à. Nếu mà anh đánh 6 nhịp anh sẽ thua. Không để có ông nào quay thôi đừng nói đừng nói vừa bật lên phát thế là người thua chỉ chán đéo xem nữa đánh xong về luôn rồi đéo hiểu đợi đến chiều đánh chiều còn sai đánh thất cửa có lắm này đâu anh biết ngay mình nói cố gắng đi lên đâu một điều nhưng cái không đánh được rồi tung này tung à go Làm nào đi tụi nó tập trung vào. Đè đi. Đè đi. Chết rồi, lại cứ rồi. Đè đi. Không đè được. Không đè được. Go. Ui, thằng mổ thế này. Ôi. Ôi, thằng mổ. Chết rồi. Cái lực rơi vào anh không vươn miếng. Không, 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 không vừa rồi. Không vừa rồi. Cái này. Thế này. Thế này. Thế đầu à? Dây đi. Ra lư dây luôn đi. Không không diễn. Mày ông kia đeo tai nghe mình không nói, nghe nói không nghe gì à? Buộc dây luôn đi. Anh siêu dũng đứng đấy không trọng tài anh. Không ai không ăn đường ăn được ai. Ai à? Trời ơi. Ghê nhỉ. Một cái bạn gái rồi. Nó đỉnh rồi. Rồi. Cái gà đấy. Go. Rồi. Tụi ông đéo kìa. Vâng. Go. Go.
Lát xem một con cái à? Đâu? Ui. Ui. Này tay giả quá. Đấy. Go. Ui rồi ơi. Go. Ui rồi ơi. Cứ như huy hùng vậy. Cứ một phát. Go. Go. Nhéo được không? Ồ, sai. Kinh dữ chưa? Kinh dữ chưa? Đóng thế. Anh lắm mà. Đặt học cạnh mà cạnh nữa nó vãi. Đứt rồi. Đứt một cái. Đứt 2 giây chưa? Đi, nó sắp 2 giây. Trời thảo nó. Nhớ hơn ạ. Em chỉ giấm mọi người. Em bây giờ bị bỏ luôn. Dãy ra thế. Đâu? Không bỏ. Ừ. Thằng mình gà này nó tay phải rồi. Thằng Huy đánh với tao này gắn bộ xì. Húc gì hải sản đấy. Mất cổ một vả đè nhau thấy nhau thấy nhau không mệt quá không tuột chắc dây luôn đi ấy. Giao lưu không phải đập vào cái điện mà đau tay là đau em đau một là đập vào điện đau tay, hai là đập vào mặt đau mặt nên phải không quả dính ngồi phải bỏ
Ngô thì anh luôn. Ngô anh với anh tạo động lực cho Dũng đi. Dũng ở nhà ấy buồn. Cho anh đi chơi bác. Anh mỏi mệt. Go. Đi xuống luôn đi. Go. Cổ. Dạ, cổ giết thằng tay con này. Số. Tôi giết cho mỏ cổ đâu. Em ơi. Chết rồi. Chỉ là cái tên thôi. Go. Vẫn nằm trên bàn, nằm trên bàn thôi. Chứ tụng chủ. Đâu, chứ tụng tổng bổ à? Gãy gãy bạn. Thôi, gãy. Xoay này quá. Đây. Ông lên đây, ông coi. Đúng. Còn cái mét. Làm như cường. Go. 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 Nhau rồi, đánh với hột sữa. Đấy,
Đấy, nó bắt đầu giữ bố lên, bắt đầu giữ lên, bắt đầu giữ lên. Đấy, đến cúng hoa lên, cúng hoa tay nó dựng này, đấy. Nó trên bàn dao, chỗ bàn dao. Từ từ. Go. Ui. Sợ ấy. Đấy. Ui vào rồi. Kéo về. Nào. Công bằng sau nó mới lên thẳng đúng không? Go. Sợ. Giờ được quá. Thế thôi, nhà này mỏi. Không được đấy. Nghe đâu mà ăn sụp.